Nếu bạn là phụ nữ đang bị chuẩn đoán gặp hội chứng buồng trứng đa nang PCOS dẫn đến tình trạng kháng insulin, tích mỡ nhiều khó giảm, đặc biệt là vùng bụng, đề kháng kém thì đây là video chắc chắn dành cho bạn. Đây là cách em Mai đã chia sẻ cho rất nhiều anh chị em trong gần 3 năm qua giúp mọi người cải thiện được tình trạng này cũng như chính bản thân mình áp dụng để giảm được 6 cân mỡ bụng, 1,5 cân mỡ bắp tay, hơn 2 cân mỡ bắp đùi, mỡ nội tạng từ 8 còn 4. Thông thường mọi người sẽ được nghe là nên cắt giảm tinh bột, nhưng một điều quan trọng hơn ở phía sau mà mọi người thường bỏ qua là tăng cường chất xơ. Phụ nữ trung bình một ngày đang ăn khoảng 10 gram chất xơ, trong khi lượng xơ tối thiểu cần trong ngày là khoảng 25 gram, bao gồm cả xơ hòa tan và không hòa tan. Mình tin hầu hết trong chúng ta đều không ăn đủ xơ trong một ngày, đặc biệt các bạn đang gặp hội chứng PCOS. Một chế độ ăn nhiều chất xơ sẽ giúp cho bạn làm lượng đường huyết trong máu giảm, không bị tăng cao đột ngột. Điều này cực kỳ có lợi cho những ai đang gặp hội chứng buồng trứng đa nang, giúp cải thiện độ nhạy insulin, cải thiện hệ khuẩn, tiêu hóa tốt, kiểm soát đường huyết tốt hơn, giảm nguy cơ mắc bệnh về tim mạch, giảm mỡ máu, cải thiện huyết áp, hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Vì chất xơ làm bạn no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn vặt, giúp insulin và đường huyết không bị tăng vọt. Vậy làm sao để bổ sung được lượng xơ còn thiếu mà không phải nhai quá nhiều rau? Vì nếu bổ sung đủ chất xơ, bạn sẽ phải ăn khoảng 1 cân súp lơ hoặc 2 cân bắp cải, và điều đó là gần như không thể với người bình thường, quá bận rộn. Và đây là cách em Mai đã áp dụng trong gần 3 năm qua. Một gói nhỏ này chứa khoảng 3,9 gram chất xơ hòa tan và không hòa tan, không những giúp bổ sung lượng chất xơ thiếu hụt mà còn giúp kiểm soát lượng đường huyết và insulin trong máu hoàn toàn tự nhiên, và giúp cho rất nhiều chị em gặp vấn đề về buồng trứng đa nang cải thiện được tình trạng sức khỏe. Chúc bạn áp dụng thành công và đừng quên follow em Mai nhé.